Vâng, xin chào toàn thể quý vị. Thì Liking Up Audio sẽ mang đến cho anh em con biến áp cách ly của hãng Plitron 2KVA. Đấy, đặc biệt hôm nay mình mang đến anh em con này nhá. Như mọi lần con 1KV và 3KV thì hai hàng đấy hàng thông dụng, mình có thể là nhập ok được. Nhờ con 2KV thì nó gọi là hơi hiếm một chút, bởi vì thi thoảng hàng mới về được. Đấy, thế nên là mình đặc biệt mình nhấn mạnh con 2KV. Đấy, hôm nay mình video này quay về con 2KV nhiều hơn. Thì như anh em thấy ở bề ngoài thì con Plitron 2KV và 3KV nó có kích thước tương đương nhau. Chiều dài, chiều rộng nó kích thước tương đương nhau. Đấy, chiều dài này là 32,5 này. Đấy. Rộng mặt này là 13,5. Con này cũng thế thôi. 3KV cũng thế. Như nhau, hai con này như nhau, quả vỏ thì như nhau. Đấy, giá thành thì nó cũng không cách xa nhau là mấy. Con 2KV thì là 11.500.000, còn con 3KV là 12.500.000. 12.500.000, 13.500.000, 12.300.000, 12.300.000 con 3KV nhá. Đấy, 3KV 12.300.000, còn con 2KV là 11.500.000. Đấy, nhẹ giá nó không nhỉnh hơn nhau là mấy. Đấy, con 2KV là công suất 3.000W, 2.000W. Đấy, còn con 3KV là 3.000W. 1KV thì nhỏ hơn, con này còn nhẹ hơn này. Con này khách rất ưa chuộng, con này 6.900.000 anh em nhá. Đấy, con này công suất 1.000W. Cắm nguồn cho anh em xem. Những con như ở 2KV, 3KV anh em cắm mấy dàn vào cũng ok luôn này. Nó tải kinh lắm. Đấy, dòng điện thì đi ra rất ổn định. Đấy, đây là bảng thông số của nó này. Nó sẽ hiện lên số màu xanh. Đấy, điện giật lên giật xuống. Con này thì nó ổn định điện áp cho anh em này, lọc điện cho anh em này. Con này nó tích hợp vào rất nhiều công dụng. Đấy, nó hơn những con lọc điện như mình đang dùng kìa. Những con đấy thì nó chỉ có chức năng lọc điện sạch thôi. Đấy, như những con này nó ổn điện, dòng điện cho anh em. Đấy, chống giật luôn nhá. Cái độ an toàn nó cực cao. Anh em có thể cắm tay ổ điện thoải mái. Như trước anh mình cũng có video là cắm tay ổ điện. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, nó có ắc to nhảy ắc này. Đấy, thoải mái, rất an toàn đây anh em. Đấy, video mình chỉ quay đây, quay ngắn để cho anh em con xem con 2KV thôi. Đấy, thì anh em nào cần mình tư vấn biết thêm chi tiết các cái chip hay là cái bộ cục ở bên trong thì có thể là liên hệ cho mình để mình tư vấn chi tiết đến anh em. Vâng, xin chào toàn thể anh em.